Hello xin chào anh em. Ok, hôm nay mình tìm thấy một server riêng coi như là thứ hai. Đây nhìn đồ của mình này, mình mới chơi 2 tuần thôi nhá. Em nhìn chưa đấy, rất là oai luôn. Các bạn nhớ 2 tuần thì mới 2 tuần thôi nhá. Không bao giờ các bạn có thể chơi server bình thường mà được cái đồ thiên sứ coi như là cấp 13 rồi, nhìn chưa đấy. Oai hơn cóc, anh em thử chơi nhé. Rất là hay. Mình móc coi như gần hết đồ rồi. Để gần 3 triệu kiếm được rồi. Okay. Mình bảo các anh em thì các anh em coi như là muốn có thêm khô rồi để đồ nữa thì anh em like và subscribe cho mình nhé, rồi vào trang của mình rồi coi như là mình để ảnh tìm một ảnh mình sẽ để khô rồi đấy nhé. Đây anh em nhìn kìa, đây đọc những cái đồ coi như là nó bán trong shop rất thích. Đây anh em, mình chỉ luôn cho anh em luôn mua VIP 15 ở đâu thì anh em đỡ hỏi nhá. Đây VIP 15 có 1 cent thôi nhá. Ok, đây là đồ anh em nhìn kìa đấy. Rất là nhiều đồ luôn, rất là nhiều skin. Anh em không cần phải farm, những vật liệu ở đây có hết rồi. Anh em thấy chưa? Điều nhất anh em chỉ vào chơi coi như cày một tí thì coi như là lại có mọi thứ ở đấy. Đây mình chỉ một số coi như là những cái đây các anh em coi như là mai này coi như là đấy. Đấn vào đấy sẽ được coi như kim cương coi như là miễn phí luôn, nhưng phải chờ server 2 nó mở nhé. Server này nó tạm thời đang đóng nhưng mới chắc là một thời gian nữa sẽ mở. Đây anh em nhìn một số đồ này, mình cộng max luôn đấy. Chơi là có thích không mà không bị hút máu luôn đấy. Nói chung mình là game thủ nghèo nên là mình cũng không nhiều tiền nên là chơi game lậu vậy thôi. Thì mình thấy hay chỉ cho anh em cứ thử xem nào. Chứ mình không có mấy trăm triệu hay vài tỷ để làm một game được. Mắt anh em nhìn kìa, rất là đẹp luôn. Đợt trước thì mình chơi chơi game này cũng cố ở server kia thì cũng được lên V8. Đấy nhìn pet ngon không? Đấy. Cộng lên hết rồi anh em nhìn chưa? Để, tiếp nha, mình chỉ anh em tiếp nha. Đấy nha, tú cấp Master 1 luôn. Mình chưa có đá để lên cấp tiếp. Đấy rất là đẹp đúng không, chơi game kia bao giờ được như này. Ok mình chỉ anh em ít skin nữa nhỉ. Đấy anh em nhìn này, đây là cũng skin miễn phí đấy nhá, của Coder và nhận của mấy thánh kia cho. Link mình sẽ để ở dưới để ký anh em download nhé. Anh em thấy không? Nhìn mình cũng muốn chơi. Muốn chơi cứ vào rô thôi, anh em cố cho mình xin cái sub cũng đã mất công đúng không? Mình đưa lên đưa cả khô đời cho anh em nữa. Anh em có mất gì đâu, sub like cho mình có mất gì đâu đúng không? Và nếu anh em được anh em comment luôn cho mọi người tin là nó là thật, không phải là giả. Nhưng mình nói trước là kéo ở iOS thì hơi khó một chút nhé. Nhưng Android thì các bạn nên là kéo bằng trang web xong đưa vào điện thoại rồi nén nó ra, nhưng mà có thể có thẳng cũng được. Ok à, mình chỉ nhưng mà mình mới thích kết hôn rồi. Ok đây anh em quay cái này đúng không, quay này miễn phí luôn, mình chỉ anh em luôn. Và trong này mua rất là rẻ, đây em mua cho mình bằng sen trong game nhé, chứ không có bằng tiền nữa nha. Tất cả trong đường miễn phí hết đấy, giờ có 1 sen. Đấy mình có khô đời này, anh em có thể khô đời của mình là anh em được 100k kim cương không khóa này, 20 triệu kim cương hồng này, 4.000 quả tất lại lại quả này, ui còn nhiều lắm, nào như 4.000 cái kim này. Đấy anh em cứ thoải mái đi chơi không còn gì mà có như 5.000 XP cộng nữa cơ mà. Ví dụ 200 cái nhân 5.000 XP cho anh em cứ vào trang của mình rồi mình sẽ coi như được khô đời cho nhé. Đấy đi map này chơi cày nhanh lắm anh em, xem có gì chỉ tốt anh em nào. À đây đây đây. Đấy, skin đây anh em. Sợ nhìn nó ai không? Mắc hết anh em ạ.
Đấy anh em nhìn chưa? Ok nha, bye bye anh em.